Chương 335. Luyện quyền và chơi đùa với quyền. Ngươi! Tô Đồ Ngọc nhìn Vương Siêu đang cười lớn, cảm thấy khó tin. Hắn mặc dù quần áo lôi thôi, nhưng thủ đoạn giết người độc ác vô cùng, muốn giết ai thì giết. Ngay lập tức chỉ lấy thực lực của một người đã khống chế được cục diện toàn trường, chấn nhiếp biết bao nhiêu hồng môn đại lão, ai cũng phải vâng vâng dạ dạ. Phong độ như vậy, khí thế như thế, nàng không thừa nhận cũng không được. Vương Siêu hoàn toàn đã biểu hiện ra phong phạm của một tuyệt đại cao thủ. Cái gì gọi là khí thế bá vương? Không hề nghi ngờ. Bây giờ, Vương Siêu đang hiện ra bá vương khí. Bất quá, khí thế này lại dùng để giết người moi tim. Người nào không nghe lời, chỉ một giây sau đã đi gặp Diêm Vương. Ai cũng không thể cứu được. Loại hành vi này không có khí phách mới là lạ. Đại khái, nếu ta biểu hiện ra một chút không đáp ứng, thì mạng cha ta sẽ không còn. Hắn có thể sẽ giết nài nài ta, giết đại bá, A Nguyệt, A Quang. Có lẽ sẽ giết cả nhà Tư Đồ. Tư Đồ Ngọc trong lòng tự đánh giá, tình huống hiện tại chỉ có thể trước tiên là đáp ứng đối phương, cùng với loại người như Vương Siêu chơi đùa, quả thực là giống như hành vi tìm chết. Được rồi, ta đáp ứng. Tư Đồ Ngọc bất đắc dĩ nói. Tư Đồ Tín, ngươi nghĩ sao? Vương Siêu một tay thả Tư Đồ Tín xuống, hắn cố gắng đứng thẳng trên mặt đất. Khuôn mặt Tư Đồ Tín cơ hồ bị méo, một nửa bị đau, bởi vì hắn bị Vương Siêu dùng lợi chảo đâm vào da thịt, bây giờ đau tận xương cốt, nhưng hắn vẫn cố gắng đứng thẳng, dĩ nhiên là không dám động đậy. Loại cảm giác vừa đau đớn vừa không thể cử động này làm cho hắn có cảm giác chết còn tốt hơn. Thôi thôi, đường môn có nhân vật như ngươi, nhà Tư Đồ chúng ta hôm nay xem như đã thất bại, sau này sẽ không tranh phong cùng với đường môn nữa. Tư Đồ Tín thở dài một hơi, bước chân tập tễnh đi về phía sau, đặt mông ngồi lên ghế. Sau đó nhắm mắt lại, hiện ra vẻ mặt chán chường đến cực điểm. Trước mặt nhiều người như vậy, hắn nói ra lời này tức là đã nhận thua với Vương Siêu. Mặc dù trực tiếp nhận thua là hành vi tổn thất uy vọng rất lớn đối với nhà Tư Đồ, nhưng sự tình đã đến nước này cũng không có cách nào tốt hơn. Hơn nữa, Hồng Tú Liên đã chết, Tư Đồ Nghĩa cũng chết. Bây giờ trụ cột nhà Tư Đồ chỉ còn lại có một mình hắn. Tài sản to lớn như vậy do hắn nắm giữ, sâu trong lòng hắn âm thầm cảm thấy vui mừng. Đối với tâm tư của Tư Đồ Tín, Vương Siêu tự nhiên vừa nhìn là biết ngay. Bất quá, hắn không sợ Tư Đồ Tín sau này trở mặt. Dù sao, trải qua chuyện này, vô luận thực lực hay là uy vọng của nhà Tư Đồ đều đã hạ xuống rất thấp, cũng không có năng lực nổi dậy. Huống hồ, Vương Siêu muốn Tư Đồ Ngọc tiếp quản cả gia tộc, Tư Đồ Tín cũng chỉ có thể từ trong tay nữ nhi của mình cầm được một chút quyền thế. Nhìn nhân cách của Tư Đồ Ngọc, Vương Siêu nhận ra nàng ngoài mềm trong cứng có tính cách của người nắm quyền. Sự tình kế tiếp thì rất đơn giản. Các đại lão ở đây đã bị Vương Siêu áp chế, nhất trí đạt thành hiệp nghị, cam chịu để Tư Đồ Ngọc trở thành tân trưởng môn nhân. Sau đó chính Tư Đồ Tín ra mặt, thu xếp ổn thỏa cục diện. Chư vị, ta cùng gia tộc Rockefeller Willy Tiên Sinh nhất trí đạt thành hiệp nghị. Bây giờ Willy Tiên Sinh đã phong tỏa ngôi biệt thự ngoài biển, chư vị hay là theo ta đi xem một chút. Vừa nghe Vương Siêu nói vậy, những người có suy nghĩ muốn nổi loạn rốt cục đã hoàn toàn bị chấn nhiếp. Hồng Tú Liên đã chết, đường môn lại cùng Willy đạt thành hiệp nghị, như thế nào lại để cho bọn họ làm loạn? Bất quá, tâm lý các đại lão cũng có nghi vấn. Vị hôn thê Tư Đồ Nguyệt của Rockefeller Willy bị Vương Siêu giết. Hai người như thế nào mà lại hợp tác với nhau? Hơn nữa, bọn họ cũng muốn tận mắt nhìn xem có phải là Hồng Tú Liên đã bị trảm thủ hay không. Vì vậy, nhân cơ hội này, Tư Đồ Tín, Tư Đồ Ngọc cùng với hồng môn đại lão đi xe suốt đêm tới San Francisco, đến một ngôi biệt thự nằm ở trên bờ biển. Hiện trường nơi này đã sớm bị người của Willy phong tỏa. Nhìn thấy hết thảy toàn cảnh trong phòng, mặc dù hồng môn đại lão đều đã từng trải qua những tràng cảnh lớn, nhưng vẫn như cũ, cảm thấy kinh hoàng. Lá gan hơi có chút sợ hãi, hai đầu gối cũng bắt đầu run lập cập. Vương Siêu lạnh lùng quan sát tất cả, biết chính mình đã thành công trong việc uy hiếp mọi người tại đây. Đã khống chế Willy, lại làm cho các đại lão cảm giác được mình và Willy hợp tác với nhau, rồi còn đưa ra hiện trường của biệt thự để chấn nhiếp. Bây giờ, cho dù mình có lẻ loi đơn độc, thì các đại lão này cũng không dám gây sóng gió. Chờ khi mình rời khỏi nước Mỹ, thì bọn họ nhất định sẽ làm ầm lên. Bởi vì một loạt sự tình xảy ra, cho nên Vương Siêu đã tiêu tốn hơi nhiều thời gian so với dự tính. Lúc mọi chuyện hoàn thành thỏa đáng, thì trời cũng đã tờ mờ sáng. Trải qua một đêm kinh hãi và mất ngủ, những hồng môn đại lão này ánh mắt đã lộ rõ vẻ mệt mỏi đến cực điểm. Nhưng trước mặt Vương Siêu, bọn họ lại không dám coi thường vọng động, chỉ có thể ngồi trong một đại sảnh hỗn độn tại biệt thự.
Đúng lúc này thì có vài người da trắng thân hình cao lớn khỏe mạnh như trâu theo sau Willy đi vào trong đại sảnh. Bà Lập Minh cũng ở phía sau, hai mắt Willy hiện lên bộ dáng uể oải. Vương tiên sinh, mọi chuyện đã hoàn thành rồi sao? Nếu thế thì chúng ta nên làm chuyện kế tiếp đi. Bộ dáng Willy rất mệt mỏi, người của hắn đã sớm phong tỏa hiện trường, cho nên một khi Vương Siêu đến nơi này thì hắn sẽ biết. Mà hắn lại không thể chờ đợi được nữa, cho nên mới dẫn theo vài chiến sĩ tinh nhuệ trong gia tộc chạy đến đây. Những chiến sĩ này đều là siêu cấp bộ đội đặc chủng do gia tộc huấn luyện. Bất quá khi hắn thấy thân thủ của Vương Siêu và Ba Lập Minh thì đã không còn vọng tưởng những chiến sĩ đặc chủng này có thể bảo đảm an toàn cho mình. Chỉ là hắn vẫn làm bộ can đảm. Hơn nữa, hắn muốn bước tiếp theo sẽ đi theo Vương Siêu đến Canada, cho nên bên người có thủ vệ thì vẫn tốt hơn. Ba Lập Minh thấy hắn mang theo người bảo vệ thì cũng không ngăn cản. Dù sao trong mắt hắn, những bảo vệ đó đều là những con gà, còn hắn chính là chó săn. Tốt, hiện tại chúng ta cũng mau lên đường thôi. Vương Siêu cười ha ha, hắn hiển nhiên nhìn ra được bộ dáng uể oải trên mặt của Willy. Đích xác, thân thể mất đi tự do cả một buổi tối thì cho dù là ai đi nữa thì cũng đều cảm thấy mệt mỏi. Willy cũng không để ý đến người của Hồng Môn, chỉ là sừng sốt nhìn Tư Đồ Ngọc một chút, hai mắt hiện lên thần sắc khác thường. Bất quá, hắn liền lập tức che giấu đi, cùng với Vương Siêu song song bước ra. Nhìn thấy Vương Siêu và Willy đi song song với nhau, trong lòng những Hồng Môn đại lão không hẹn mà cùng tưởng rằng Đường Môn đã hợp tác cùng với Rockefeller. 3-4 ngày sau, Willy ngồi trên xe hơi từ San Francisco đến Portland, sau đó đi về phía Tây, tới biên giới Mỹ-Canada, rồi cuối cùng chạy ra khỏi nước Mỹ, đến Vancouver, thuộc Canada. Đây là một nơi du lịch nổi tiếng. Mỗi ngày đều có rất nhiều phú hào dùng xe đi trên con đường này đến Canada du lịch, cho nên mấy người Willy đi trên đường cũng là chuyện bình thường. Chỉ là Willy có chút oán giận, hắn muốn ngồi phi cơ hơn. Hắn có phi cơ riêng, chưa đầy một ngày là có thể đến nơi, nhưng bây giờ lại phải đi xe, mất hơn 3-4 ngày. Điều này đối với hắn mà nói, quả thực cũng là một kiểu hành hạ từ tâm lý đến sinh lý. Bất quá, Vương Siêu và Ba Lập Minh sẽ không ngồi phi cơ. Phi cơ bay lên trời cao, vạn nhất có vấn đề gì xảy ra thì cho dù võ công cái thế cũng không có chỗ dùng. Hơn nữa, bọn họ không có khả năng tiên đoán như Đường Tử Trần. Ông Vương, hẳn là bây giờ ta có thể khôi phục tự do rồi chứ? Mấy ngày này ta đã chuyển đủ tiền chuộc đến tài khoản của ông. Hơn nữa chúng ta cũng đã tới Canada. Tất cả điều kiện của ông ta đã hoàn thành cả rồi. Vancouver nằm trên một con đường vô cùng náo nhiệt. Chiếc xe đã dừng lại. Willy rốt cục tinh thần đã uể oải đến cực điểm. Xem bộ dáng nếu để thêm vài ngày nữa, có lẽ hắn sẽ chịu không nổi. Không thành vấn đề, Willy tiên sinh. Ngươi nếu như muốn trả thù, lần sau ta sẽ ra hành động trả thù. Lúc đó tiền cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu. Vương Siêu hết sức hào phóng sảng khoái, dọc đường đi cũng vui đùa một chút cùng với Willy. Hắn phát hiện ra người thừa kế Rockefeller này chỉ là một người giỏi về ẩn nhẫn, chứ chưa bao giờ mạo hiểm. Nếu đối phương không muốn mạo hiểm thì hắn cũng không hèn hạ đến mức nuốt lời. Willy tiên sinh, ông đi đường mạnh khỏe, ta không tiễn. Chúng ta tại Canada này tự nhiên lại tìm được một bằng hữu. Ông cứ tự nhiên dùng xe trở về đi, bọn ta không đi xe nữa. Vương Siêu cười ha ha một tiếng, cùng Ba Lập Minh xuống xe, hòa lẫn vào đám người đông đúc ở ngã tư Vancouver, phút chốc đã đi xa. Ngài có muốn giết hết bọn chúng hay không? Một người ở phía sau Willy móc ra một cây súng. Nếu người muốn sống thì dừng lại ngay. Đối phó với bọn chúng thì không chỉ dùng súng ống là được đâu. Trước tiên chúng ta trở về đã. Chờ khi ta tìm được cao thủ có thể đối phó với bọn chúng thì mới có thể hành động. Cho đến lúc đó ta sẽ trả thù mấy ngày phải cực khổ này. Hai mắt Willy đỏ như máu, hiện ra những tia máu. Đích thật trước tiên hắn muốn tìm cao thủ có thể đối phó được Vương Siêu và Ba Lập Minh. Bằng không với hành động trảm thủ xuất quỷ nhập thần của hai người này thì có khi hắn chưa kịp đề phòng đã mất cái mạng nhỏ rồi. Thực lực của bọn chúng rất kinh khủng, quả thực chính là siêu nhân. Nhất định phải tìm cơ hội giết bọn chúng, nếu không thì ta không thể an tâm. Hơn nữa cũng không thể ám sát, bởi nếu ám sát thất bại, bị bọn chúng ám sát lại thì khả năng ta đi gặp Thượng Đế là 90%. Cho nên phải giết bọn chúng một cách quang minh chính đại. Đại hội võ đạo, đúng rồi. Chọn ra một người từ đại hội võ đạo chính là lựa chọn tốt nhất. Trong nháy mắt, cô hồ Willy đã xác định được kế hoạch cho mình. Ngay lúc Vương Siêu và Ba Lập Minh liên hệ cùng người của Hồng Môn tại Mỹ là Trình Xuân Minh, thì nhà Tư Đồ phát sinh một loạt các sự việc, trong số đó có một số việc ít quan trọng được truyền ra ngoài. Lúc này, Đồng Dạng ở Bắc Mỹ,
thủ đô Ottawa, Canada. Một người mặc quần áo màu vàng được làm từ tơ tằm đang nhàn nhã ngồi dưới ánh nắng, bên cạnh là một hồ bơi. Nam tử này đang ngồi đọc báo. Nhanh thật! Nhà tư đồ vừa mới xảy ra xung đột với đường Tử Trần, sang ngày thứ hai liền bị sát thủ tìm đến cửa. Hành động trảm thù này nhanh thật đấy! Ngay cả đường Toái Vân, Thô Trường Bạch, Cung Thành Lương Điền cũng phải chết. Sát thủ đỉnh cao của nhà tư đồ cũng chết. Thật là lợi hại! Đường Tử Trần ơi là đường Tử Trần! Nghĩ mãi không ra, ngươi lại tìm được một nhân vật lợi hại như vậy. May mắn là ta không nghe theo Hồng Tú Liên, đi thương lượng chuyện đó. Bất quá nếu sự việc đã bắt đầu tại Bắc Mỹ, thì nói như vậy, ta ở đây cũng không được an toàn. Phải nghĩ ra một kế sách mới được. Thiên diện kim hồ như ta. Triệu Quang Vinh tuy có võ công, nhưng đầu óc thì lại như phế vật, rất dễ dàng bị đoạt quyền. Đường Tử Trần ơi là đường Tử Trần. Cho dù ngươi có tìm được nhân vật lợi hại như vậy, ta cũng không dễ dàng để ngươi cướp được bất cứ thứ gì trong tay ta đâu. Xem ra có lẽ nên liên lạc một chút với lão Ôn Liễu ở Trung Đông. Nam tử này đứng lên, đi đi lại lại trên bờ hồ, rồi đột nhiên giống như đã hạ quyết tâm, hắn cầm tư liệu trong tay vứt xuống hồ bơi. Người đâu? Chuẩn bị phi cơ đặc biệt cho ta, tối nay đến Ả Rập. Cùng lúc đó, ở Trung Đông, bên một bãi biển thuộc Ả Rập, có một người mặc áo dài màu trắng đang đứng trước một ngôi chùa. Nam tử người Hoa mang mũ đen này đang đứng thẳng, lặng lặng nhìn bức tranh vẽ một ít sự tích thần thoại Ả Rập cổ được treo trên tường. Hồng môn nhà tư đồ tại Mỹ trong nháy mắt đã tan rã, ngay cả nữ thiên vương Hồng Tú Liên cũng chết trên tường. Lợi hại thật. Đường Tử Trần ngươi thật lợi hại, không ra tay thì thôi mà đã ra tay thì kinh thiên động địa. Vương Siêu à, Vương Siêu. Nam tử này đang nhắc đến Vương Siêu, tự hồ như muốn nhai nuốt cái tên này. Nhật Bản, nơi có nền võ thuật phát triển mạnh mẽ. Ở một nơi được gọi là đệ nhất võ thuật ở Nhật Bản, Y Hạ Nguyên lặng lặng ngồi trước một ngọn tháp, tay đang cầm một quyển sách mà đọc, mà trước ngọn tháp này là tiểu hoàng tử đang ngồi bệt xuống đất. Hai người tựa hồ đang bàn luận về võ đạo. Y Hạ Nguyên đang cầm trong tay quyển Trọng Dương Toàn Chân Tập. Y Hạ Nguyên, gần đây khí chất của ngươi có vẻ đã thay đổi rất nhiều, có phải là vừa có được quyền pháp tâm đắc nào mới chăng? Tiểu hoàng tử ngồi trông rất đoan chính, vẻ mặt nghiêm túc. Đương nhiên là có, bởi vì ta đã không còn luyện quyền pháp, cho nên chỉ có thể chơi đùa với nó. Y Hạ Nguyên thản nhiên nói. Chơi đùa? Tiểu hoàng tử nhíu mày. Chơi đùa chính là chơi đùa. Y Hạ Nguyên nhẹ nhàng lật sách sang trang khác. Gần đây ta đọc một bộ sách lớn bên Trung Quốc, trong đó có ghi lại cách thức tu luyện của toàn chân giáo do Vương Trùng Dương biên soạn. Nghiên cứu lịch sử của hắn, ta rốt cục phát hiện được một ít sự việc thú vị. Vương Trùng Dương này là người theo đạo Phật, nhưng lại đến một cái thôn đào lên một xác ướp, dùng phân mộ để tu luyện. Sau khi tu luyện, đan thành viên mãn. Hoạt tử nhân ba chữ này chính là để chỉ người vô hồn, không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì. Quyền pháp tiến vào đan pháp, có thể thu liễm máu huyết, không nghe, không nhìn thấy gì, tất nhiên cũng không hề có suy nghĩ. Cái đó so với người chết không khác nhau là mấy. Tựa hồ giống như đã chết, nhưng thật ra là bất tử. Hoạt tử nhân, ba chữ này nói một chút ảo diệu về phá đan. Người Trung Quốc quả nhiên là nổi tiếng. Y Hạ Nguyên híp hai mắt cảm thán. Một phen trò chuyện của hắn cư nhiên lại giống sự tình của Vương Siêu như đúc. Người Nhật Bản chính là từ trong nghiên cứu các nhân vật đan gia của Trung Quốc cổ đại mà ra, cư nhiên từ đó mà tìm ra bão đan quyết. Vương Trùng Dương, đó chẳng phải là nhân vật Trung Thần Tông trong tiểu thuyết Kim Dung của người Hoa ư? Tiểu hoàng tử cười cười. Tiểu thuyết của Kim Dung tại Nhật Bản cũng có chút phổ biến. Một loạt tác phẩm như Thần Điêu Đại Hiệp cũng có truyện tranh, cho nên tiểu hoàng tử cũng rất quen thuộc. Tiểu hoàng tử, ta khuyên ngươi nên đọc nhiều một chút lịch sử của đan gia. Luyện quyền pháp đến mức có thể tùy ý xuất chiêu, giống như đang chơi đùa, thì như vậy võ công mới có thể tiến bộ, bước vào thần đạo. Y Hạ Nguyên có chút lắc đầu. Vương Trùng Dương thật ra ngoài đời không giống như trong tiểu thuyết, mà chỉ là một đan pháp đại thành giả. Bất quá hắn còn lưu lại một ít thi ca, chứ tác. Mấy cái này phối hợp với quyền pháp cũng có sự trợ giúp rất lớn. Mặt khác, thư pháp của Vương Thủ Nhân tiên sinh ta cũng đã đọc thật kỹ. Tình khí thần chỉ là nhất kiện, lưu hành vi khí, ngừng tụ vi tinh, diệu dụng vi thần, thật là tinh diệu. Y Hạ Nguyên đối với câu nói cuối cùng liền thở dài. Y cảm thán đối với giải thích của Vương Dương Minh. Tinh, khí, thần vốn giống nhau, đều là khí lưu, ngừng tụ sẽ thành ra tinh, sử dụng một cách xảo diệu, đó chính là thần. Trong lúc nói chuyện,
Hai mắt của y hạ nhắm chặt. Đột nhiên tiểu hoàng tử cảm giác được thân thể của hắn có vẻ cứng ngắc. Trái tim và hô hấp toàn thân, mạch máu, tất cả đều đình chỉ. Hết thảy các hoạt động sinh lý đều dừng hoạt động. Chỉ có phần phía dưới bụng, tựa hồ có một tiểu cầu nóng bỏng đang không ngừng xoay tròn áp xúc. Không sai, tiểu hoàng tử sau khi nhắm mắt lại thì phát hiện cả người y hạ nguyên, tất cả máu huyết đều ngưng tụ tại đan điền. Cả người hắn cơ hồ đã chết, nhưng thật ra vẫn còn sống. Đây là một cao thủ thực chiến đệ nhất của Nhật Bản. Do luyện quyền quá độ, lại hấp thu một lượng lớn tri thức về đan đạo, cùng với lịch sử đan gia của Trung Quốc dung hòa, từ đó tìm ra được phương pháp tu luyện cho riêng mình, tiến vào cảnh giới bão đan. Đối với giải thích về bão đan, y gần đây đọc được sách, cũng biết trong lời nói của Thiên Thạch tiên sinh có ẩn chứa huyền cơ, còn có giải thích của Trần Anh Chữ tiên sinh, khiến cho kẻ khác cảm thấy mới mở. Trong đó có một câu nói, luyện nội đan công phu, muốn đi đến nhận thức được ba chữ hòa tử nhân, thì phải có cảm nhận rất sâu. Đọc đan kinh, phải bỏ đi ánh mắt, vứt bỏ hết mọi tạp niệm, thì mới có thể phát hiện được những điều huyền diệu. Chương 336 Song tu. Có thể thu liễm máu huyết thành đan kình, toàn bộ xương cốt nội tạng đều được máu ngưng tụ, tạo thành kích thích cường đại. Vì thế, chính thức đề thăng tiềm năng của con người, khiến người ta có được thân thể cùng lực cường đại. Lực và quyền kình của ta bây giờ, ta có cảm giác được nó đã gia tăng trên một diện rộng, so với trước kia thì đã đề thăng lên gấp đôi rồi. Y Hạ Nguyên từ trong bão đan tỉnh lại, tiện tay dùng tốc độ chậm rãi xuất ra một trường. Mặc dù có vẻ như rất thong thả, nhưng lại phát ra thanh âm ong ong, giống như chấn động cả không gian. Ồ, tại sao lại có thể như vậy? Người xuất ra một trường thong thả như thế, mà thế nào lại có âm thanh phát ra? Tay không phát ra âm thanh, đó là nếu dùng tốc độ. Còn ngươi lại thong thả như thế, thế nào lại xuất ra được? Loại chấn động này... Tiểu hoàng tử nhìn chiêu thức của Y Hạ Nguyên, trên mặt hiện lên thần sắc khó tin. Nguyên bản chiêu thức ấy của Y Hạ Nguyên cũng không dùng minh kình tốc độ, cũng không phải là ám kình. Chỉ bằng vào tốc độ thông thả của tay lại có được hiệu quả này, hoàn toàn giống như âm thanh đánh vào âm thoa. Đánh mạnh vào âm thoa, loại tần suất chấn động cao này có thể chấn vỡ cả thủy tinh. Mặc dù một trường của Y Hạ nhìn thì có vẻ thong thả, nhưng tiểu hoàng tử lại có cảm giác chúng một trường này của Y Hạ Nguyên thì nhất định sẽ trọng thương. Thật ra bên trong thái cực quyền cũng có lực chấn động này. Toàn bộ cơ thể đều run rẩy, nắm tay đối kích, khiến khí huyết sôi trào. Nhưng khi đan thành thì lực này có thể phát huy tới cực hạn. Cách một hai thước, bằng vào kinh phong cũng có thể đánh ngã kẻ địch. Loại lực này theo như người Trung Hoa nói gọi là cương khí. Bất quá, mặc dù ta đan thành, nhưng loại lực này trên thế giới đã không còn có ai. Như những người luyện võ chúng ta cũng có rất nhiều chuyện hàng ngày cần phải giải quyết, không có thời gian tu luyện. Bất quá với công phu hiện giờ của ta, đối với đại hội võ đạo thế giới lần này, tất nhiên cũng có thể làm vinh quang võ thuật Nhật Bản, mở ra một thời đại mới. Ánh mắt Y Hạ Nguyên lấp lóe tinh quang, hiện lên một loại khí thế thiên hạ vô địch mãnh liệt. Đích xác, khi đã tiến nhập cảnh giới bão đan thì lực tăng lên rất nhiều, có cảm giác toàn thân được thoát thai hoán cốt, làm cho lòng tin của hắn đại tăng. Hóa kình cao thủ nhiều nhất cũng chỉ có 3-4 sức ngựa, nhưng khi mà đã bão đan rồi, lực có thể phát huy đến 7 sức ngựa, gia tăng gấp bội. Võ công luyện đến hóa kình, lực, tốc độ, sự nhanh nhẹn, linh cảm cũng được đề thăng tới cực hạn. Giống như một quán quân chạy marathon trên thế giới, chỉ việc phá kỷ lục 0,1 giây cũng đã khó như lên trời, chứ đừng nói là đề cao lực lên gấp đôi. Bởi vậy mới thấy bão đan kinh khủng đến nhường nào. Thế nên trong lịch sử, cảnh giới thành đan này cho tới bây giờ cũng không dùng từ ngữ keo kiệt để đánh giá. Cái gì như đan thành chi hậu, quỷ khóc thần sầu, kim đan đại thành, thành tiên thành thánh, vân vân. Bởi vì trên lý thuyết mà nói, luyện đến cảnh giới bão đan đã không còn xem như con người. Giống như từ vượn tiến hóa thành người, mà luyện đến bão đan thì là từ người tiến hóa thành thần tiên vậy. Vượn khác với người như thế nào, thì người đối với cao thủ bão đan cũng như thế ấy. Đây chính là sự khác nhau. Chính vì nguyên nhân đó, cho nên võ thuật gia chỉ có thể đem võ học cảnh giới phân chia tới hóa kình, cấp trên đan kình, cương kình cũng không hề thua kém. Nếu luyện đến đại thành thì không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả nổi. Phật viết, không thể nói là không thể nói. Như vậy có thể thấy, người Nhật Bản như Y Hạ Nguyên, sau khi đạt đến bão đan thì lòng tin đại tăng, cho nên ý nghĩ mình là thiên hạ vô địch cũng là tất nhiên. Y Hạ tiên sinh,
người đoán thử xem đại hội võ đạo lần này đối thủ mạnh nhất là ai? Cảm giác được Y Hạ Nguyên sau khi đan thành được trở nên cường đại, trong lòng tiểu hoàng tử không khỏi dâng lên một trận hâm mộ. Cảnh giới võ đạo như vậy đều là mơ ước của người luyện võ. Bất quá trong lúc này, tiểu hoàng tử lại nghĩ đến bóng dáng của một người. Đó chính là Vương Siêu. Vương Siêu tại Indonesia chỉ dùng có một chiêu đã hạ gục nàng trên mặt đất. Loại lực này bây giờ cơ hồ so với Y Hạ Nguyên còn lợi hại hơn. Bất quá lúc bấy giờ, tiểu hoàng tử còn chưa đạt tới cảnh giới bão đan. Cho nên nếu bàn về vấn đề này với Y Hạ Nguyên, sao tránh khỏi bị chê cười? Vì bão đan đã nằm ngoài cảnh giới của quyền thuật, nàng tự nhiên chưa từng thể hiện qua, cho nên sự tình biết được rất ít. Ồ, cái này là giới thiệu về Nê Thủy Thải Chiến Đan Pháp. Tiểu hoàng tử nghe Y Hạ nói như vậy, cũng tò mò, lật xem bài quyển sách mà hắn mang theo. Nàng lật xem một quyển Tam Phong Đan Quyết, thì đột nhiên phát hiện ra phía sau có ghi Nê Thủy Thải Chiến Đan Pháp. Sau mặt Y Hạ Nguyên hiện lên một tia xấu hổ, nhưng sau đó liền khôi phục vẻ trấn định. Đây là nói về chuyện nam nữ song tu bão đan của Trung Quốc. Nguyên lý rất đơn giản, dựa vào tình dục làm lưu thông khí huyết toàn thân. Bất quá thứ này có rất nhiều tư thế thủ pháp, cấm kỵ cũng rất nhiều. Hơn nữa dễ dàng bị tẩu hỏa nhập ma, bị tình dục làm ảnh hưởng, khiến cho huyết dịch tán loạn. Nếu không tốt thì sẽ tê liệt mà chết. Hơn nữa nam nữ song tu bão đan thì trong đó phải có một người bão đan, từ từ dẫn đường, xác suất thành công mới lớn hơn một chút. Nếu cả nam lẫn nữ đều chưa kết đan thì 99% là cả hai sẽ chết. Một vị tiền bối đi trước đã nói với ta, bây giờ ta nói cho ngươi nghe, loại công phu này ngươi xem một chút cho biết là được rồi, chứ đừng nên làm thử. Hơn nữa chuyện này, sau khi đan thành thì vẫn không thể quên được. Mặc dù nền công nghiệp Nhật Bản rất phát triển, tri thức giáo dục cũng tốt, nhưng người luyện võ như Y Hạ Nguyên thì vẫn còn rất bảo thủ, chỉ chú trọng khổ luyện. Đối với nguyên lý, nam nữ song tu bão đan, hắn cũng biết nhưng không muốn nếm thử. Nam nhân là dương, nữ nhân là âm. Âm dương hòa hợp thì có thể đốt cháy khí cụ. Nam hòa hợp với nữ có thể luyện thành kim đan. Tiểu hoàng tử cũng không nghe Y Hạ nói mà là hăng hái nhìn các lý luận được viết trên sách. Muốn tìm một người đan thành mà song tu thì thành công sẽ lớn hơn một chút. Thuật tu luyện này cũng đáng để nghiên cứu đấy chứ. Người kết đan trên thế giới rất ít. Bất quá ta thật ra có thể tìm Vương Siêu. Người này khẳng định đã kết đan, hơn nữa rồi còn trẻ mà. Trong đầu tiểu hoàng tử xuất hiện muôn vàn ý niệm. Hoàng võ hội của nàng và Nam Dương Đường Môn có quan hệ rất tốt. Muốn tìm đến Vương Siêu thì cũng không phải là không có khả năng. Bão đan thật sự có sức hấp dẫn rất lớn. Tiểu hoàng tử thấy uy lực quyền pháp của Y Hạ Nguyên thì hấp dẫn này, nàng không có lý do gì không động tâm. Mà Y Hạ Nguyên trước mắt, Y khẳng định sẽ không cùng nàng song tu. Hơn nữa, tiểu hoàng tử cũng không có hứng thú với nam nhân như Y Hạ Nguyên. Cho nên sau khi chứng kiến song tu đan pháp, người mà tiểu hoàng tử nghĩ đến đầu tiên chính là Vương Siêu. Người này khẳng định song tu rất lão luyện, chung quy người lãnh đạo đường môn đường Từ Trần nọ cũng là nữ nhân có võ công sâu không lường được. Mà trong một thời gian ngắn như vậy, Vương Siêu lại có võ công cường đại như thế, khẳng định là y đã dùng phương pháp song tu. Tiểu hoàng tử trong lòng đoán như vậy. Trong lúc Y Hạ Nguyên đang giới thiệu báo đan cho tiểu hoàng tử, thì Vương Siêu và Ba Lập Minh đã tới Vancouver, Canada, tìm được tổng công ty của Trình Sơn Minh. So với Trần Ngạ Dương kế thừa tập đoàn của gia tộc, công ty của Trình Sơn Minh hoàn toàn là do chính tay hắn gây dựng. Lúc ban đầu thông qua xã hội đen tích lũy tài sản, sau đó từ đen biến thành trắng, làm ăn chân chính. Bát quái Trình này chỉ là tổng bộ, nhưng thật là sang trọng. Nếu Trình Đình Hoa chứng kiến hậu nhân của hắn ở nước ngoài có thể tạo dựng cơ nghiệp như vậy, chắc sẽ rất mừng. Ba Lập Minh nhìn tòa nhà cao vút trước mặt, chính là kiểu kiến trúc hiện đại hóa điển hình. Bên trong tòa nhà có nam nữ lui tới không ngừng, ngoài ra phía dưới còn có bãi đỗ xe với xe cộ tấp nập, không khỏi cảm thán mà nói. Đang nói, Vương Siêu liếc nhìn Ba Lập Minh, thấy rằng Ba Lập Minh tuy là vua đấu võ, cũng hiện lên một tia tôn kính với Trình Đình Hoa. Đích xác, nếu là luyện võ thì đối với Trình Đình Hoa, ngay cả bát quái trưởng tâm sư đều sùng bái. Danh tiếng Trình Đình Hoa thậm chí còn xa hơn cả sư phụ Đồng Hải Xuyên. Vương Siêu đối với cảm tình của Ba Lập Minh đương nhiên cũng hiểu được. Nhớ năm đó, mình bởi vì Trình Sơn Minh là hậu nhân của Trình Đình Hoa, cho nên trong hội luận võ mới mạo hiểm tính mạng thu hồi một cước phi mã đạp yến. Đối với hậu nhân như thế, cho dù là ai cũng đều phải ngước nhìn. Trước cửa tòa nhà lớn này là 8 người, mặc đồ tây, là nhân viên bảo vệ. Mỗi người đều trẻ tuổi khỏe mạnh, bình tĩnh không nhúc nhích. Hơn nữa khí định thần nhàn, hai mắt nhìn không chớp.
Võ công của bảo vệ đó, bác quái trưởng chắc cũng luyện có hỏa hầu, cho nên mới được đứng canh cổng. Bà Lập Minh nói. Bát quái võ quán của Trình Sơn Minh tại Bắc Mỹ có danh khí rất lớn. Môn đồ của hắn ít nhất là mấy vạn đấy. Đồ tôn thì cũng thuộc hạng nhất lưu. Với võ công như thế, nếu không tìm được việc làm thì có thể đến tập đoàn của hắn. Tiền lương cũng rất hậu hĩnh. Vương Siêu vừa nói chuyện, vừa gọi đến số của Trình Tiểu Huệ. Chỉ lát sau, một người mặc áo khoác hồng là một nữ nhân xinh đẹp khí chất cao quý. Theo sau còn có mấy người thư ký cùng bước ra. Nữ nhân xinh đẹp này chính là con gái của Trình Sơn Minh, tên gọi là Trình Tiểu Huệ. Vương Thúc, sao Thúc lại tới đây? Ta nghe cha nói Thúc đang ở tại Mỹ mà, làm long trời lở đất Hồng Môn. Trình Tiểu Huệ vừa nhìn thấy Vương Siêu, lập tức phi thường nhiệt tình, khách khí mời hắn vào trong. Vương Thúc. Vương Siêu nghe thấy Trình Tiểu Huệ gọi mình như vậy, cảm thấy rất ngứa tai, không được tự nhiên. Ngay cả ánh mắt Ba Lập Minh cũng hiện lên một tia cổ quái. Hơn nữa khi đến cửa, bảo vệ nhìn thấy Trình Tiểu Huệ xưng hô như thế, hai mắt cũng mở to, bộ dáng có vẻ khó tin. Vương Siêu bây giờ cũng mới có 22 tuổi, hơn nữa khuôn mặt lại giống như thiếu niên, mà Trình Tiểu Huệ lại gần 30, tự nhiên lại xưng hô thúc thúc với hắn. Đây cũng là một điều ngạc nhiên. Bất quá, Vương Siêu và Trình Sơn Minh là bằng hữu, con gái của Trình Sơn Minh gọi Vương Siêu là thúc thúc thì cũng không có gì là không thỏa đáng. Cái này... Vương Siêu cứng họng, cảm giác được việc xưng hô như thế này không tốt cho lắm, nhưng không thể làm gì khác hơn là hỏi. Cha cô có ở nhà không? Ta có chuyện cần thương lượng với hắn. Cha ta hôm nay có một cuộc họp, một ít đại lão Bắc Mỹ Hồng Môn mời họp hội nghị liên minh. Hình như là có liên quan đến việc Vương Thúc người vừa gây ra đấy. Ước chừng giữa trưa mới về. Nếu không ngại, Vương Thúc cùng vị bằng hữu này trước tiên cứ đến thư phòng của cha ta nghỉ ngơi một chút đã. Trình Tiểu Huệ chẳng để ý, cười khanh khách. Tốt lắm, ta sẽ chờ một chút. Vương Siêu tìm đến Trình Sơn Minh, cụ thể là muốn đàm luận một chút về sự tình của Bắc Mỹ Đường Môn. Hơn nữa, muốn mượn lực của Trình Sơn Minh giúp tìm ra Thiên Diên Kim Hồ để nói chuyện. Đi theo Trình Tiểu Huệ một lát, Vương Siêu và Ba Lập Minh đã đi tới thư phòng của Trình Sơn Minh. Thư phòng của Trình Sơn Minh rất cổ điển, một cái bàn lớn làm bằng gỗ lim bát tiên. Sách trong phòng thì dùng hắc bạch thạch liêu vây quanh. Còn có một cái bát quái thái cực đồ cực kỳ lớn. Quả là đạo khí dư giả. Vương Siêu và Ba Lập Minh ngồi xuống. Trình Tiểu Huệ sau khi bưng trà lên thì nói. Vương Thúc người, hãy ngồi nghỉ đi. Ta còn có rất nhiều chuyện công ty cần phải xử lý. Không sao, cô có vẻ bận rộn. Vương Siêu tùy ý gật đầu. Đứng dậy đi tới giá sách của Trình Sơn Minh đánh giá một chút. Bên trong có đầy đủ các loại sách khác nhau. Có hiện đại, có cổ đại. Đương nhiên phần lớn đều nói là về võ học. Mặt khác còn có du già, Tây Tạng Mật Tông cùng với một ít tu hành pháp. Tất cả đều được công khai đem ra trưng bày. Thời đại tiên tiến quả thật là có khác. Nếu là ở thời cổ đại, mỗi quyển sách này đều là võ lâm bí tịch, khiến người ta phải tranh giành cướp đoạt không thôi. Vương Siêu tùy ý rút ra một quyển Đại Thủ Ấn, cảm thán nói. Quyển sách này có niên đại đã 30 năm. Là mật tông mà Bồ Nặc Thượng Sư ngày đó tại phương Tây tu luyện, sau đó sáng tạo nên du già tu luyện pháp. Lập tức cả phương Tây nổi lên một cơn sóng lớn. Tu luyện Đại Thủ Ấn quá mức hỗn tạp, bên trong có quan tưởng pháp, hô hấp pháp, ý niệm dẫn đạo pháp, nam nữ hoan hỷ pháp và còn có vài thứ tạp nham nữa. Tu luyện rất dễ bị thần kinh, hơn nữa lại không có cách đánh nhau, tu luyện chỉ có thể làm thân thể khỏe mạnh chứ không hề có lực chiến đấu. Hai mắt Ba Lập Minh nhìn vào cái hắc bạch thái cực bát quái đồ chính giữa phòng kia, chậm rãi nói. Đại Thủ Ấn du già tu hành pháp cũng không giống như trang võ hiệp tiểu thuyết dùng một cái bàn tay cực lớn đánh người, mà chỉ là một loại pháp môn tu luyện thể xác và tinh thần. Ý tứ rất rõ, thủ chính là trái tim, mà ấn chính là trái tim trong trái tim. Cả Đại Thủ Ấn có ý nghĩa dùng trí cao vô thượng cùng với tâm Phật trong tim mà tu luyện thành viên mãn. Lý luận Đại Thủ Ấn chủ yếu là thập chỉ tiên tâm, ý tứ là người luyện có thể liên lạc được với các khí quan ở đầu ngón tay, vận dụng linh hoạt các ngón tay thành đầy đủ các tư thế, cho đến việc vận động khí quan trong thân thể, khiến cho khí quan của thân thể cũng linh hoạt giống như đầu ngón tay. Loại lý luận này cùng với quyền pháp Trung Quốc, quyền bất như trường, trường bất như chỉ, gần giống nhau. Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc có nền võ thuật rất nổi tiếng trên thế giới. Cao thủ nhiều cũng bởi vì có một bộ phận trong thời gian dài cầm đũa khiến cho ngón tay linh hoạt. Vô thượng du già ngã hấp pháp, suy địch pháp, đại tỏa kim quan. Đây rõ ràng là nam nữ song tu mà.
Sao lão du già gì đó lại dùng từ ngữ đạo giáo nói cái gì mà suy địch thỏa kim quan, ngã hấp pháp? Đây là do ai viết vậy? Vương Siêu đột nhiên trở mình, phát hiện bên trong thư phòng của Trình Sơn Minh có chứa rất nhiều sách nam nữ song tu. Nội dung bên trong cũng rất đầy đủ. Đối với nam nữ song tu, Vương Siêu cũng chưa từng nếm thử qua. Hắn luyện thành bão đan hoàn toàn là dựa vào khổ luyện. Lấy trí tuệ lớn phá tan trở ngại, đạt đến cảnh giới hoạt tử nhân. Cũng không cần song tu gì. Bất quá, hắn thân là cao thủ tuyệt đỉnh, hiểu biết đối với lý luận song tu phi thường rõ ràng. Bão đan dùng máu ngưng tụ thành một điểm tại đan điền. Nam nữ sắc dục phấn chấn, cũng tụ tập máu tại hạ thân, có thể nói là bước đầu của bão đan. Nam nữ thông qua một loạt các tư thế, có thể tu luyện đến cảnh giới bão đan, chính là dục tiên dục tử. Bất quá, thứ này cũng rất nguy hiểm. 1000 đôi nam nữ tu luyện, không nhất định có một đôi luyện thành, mà nhiều khi không thể khống chế tình dục, thân thể sẽ suy kiệt mà chết. Bất quá, sau khi bão đan, loại song tu này chỉ có một ít tác dụng. Lão Trình cũng song tu à? Bát quái trưởng chính xác không phải là do khổ luyện mà là song tu xuất gia sao? Vương Siêu trong lòng nghi hoặc thầm nghĩ. Song tu công pháp mặc dù có thể luyện thành bão đan, chỉ là trên phương diện thân thể, không có tác dụng với đấu pháp, không thể so sánh với quyền pháp khổ luyện thành bão đan. Tu luyện như thế này cũng giống như du già tạp lạp mỗ. Thể lực rõ ràng có uy lực hóa kình, nhưng khi đánh nhau thì ngay cả minh kình cũng không xuất ra được. Ngay lúc Vương Siêu đọc sách thì cánh cửa đột nhiên mở ra, Trình Sơn Minh bước đến. Vương Siêu, ngươi đến rồi à? Vị này là... Trình Sơn Minh cũng là cao thủ, liếc mắt một cái đã thấy Ba Lập Minh ngồi bất động, chỉ có cảm giác bị áp bức giống như Thái Sơn áp đỉnh, liền biết Ba Lập Minh tuyệt đối là một đại cao thủ. Vị này là bằng hữu của ta. Vương Siêu cười cười, tiếp theo đưa quyển sách trên tay lên. Lão Trình, những quyển sách trong phòng ngươi... ngươi cũng đã cố gắng nhiều đấy. Trình Sơn Minh nghe được, thiếu chút nữa là tắt thở, mắng. Đều là cái tên danh con Lưu Thanh nọ đấy, võ công thì không chịu tu luyện cho tốt, chỉ chuyên môn nghiên cứu mấy cái loại tà môn này. Cái này cũng không hẳn là tà môn. Công phu của Lưu Thanh chỉ còn cách hóa kình một tí, xem ra hắn nghiên cứu rất kỹ. Vương Siêu cười cười. Đích xác, Vương Siêu cảm thấy vị sư huynh bát quái trưởng này đi trao vay khắp nơi mà võ công còn có thể tu luyện đến bờ của hóa kình, thật sự là rất kinh khủng. Vương Siêu tự nhận nếu như mình cũng như hắn thì bây giờ võ công chỉ sợ còn chưa đột phá đến minh kình. Chương 337. Vị hôn thê của Trần Ngạ Dương. Trình Sơn Minh là một người đứng đắn, tựa hồ không muốn đề cập đến vấn đề song tu này nhiều, liền ho khan hai tiếng rồi chuyển đề tài. Vương lão đệ, người mấy ngày trước tại Mỹ đã gây nên một loạt các sự việc, bây giờ ta mới biết tin. Người thật là... Trình Sơn Minh dừng lại một chút, tựa hồ không biết nên nói gì về Vương Siêu. Hồng môn tư đồ gia nước Mỹ đã có gần 100 năm thế gia, bị vương lão đệ ngươi chỉ trong một buổi tối trảm thủ hai người trụ cột của bọn họ. Lực phòng ngự cũng chưa kịp sử dụng đến. Tin tức truyền đến Bắc Mỹ hồng môn chúng ta thật sự đã gây chấn động lớn. Hơn nữa không chỉ riêng hồng môn chúng ta, mà ngay cả một ít bang hội ở Bắc Mỹ cũng cảm thấy bất an, muốn hiệu triệu tất cả lại để phòng ngừa đường môn khuếch trương thanh thế. Vương lão đệ, ngươi lần này ra tay thị uy, chỉ tiếc là giải quyết được một ít mâu thuẫn, đối với sự phát triển của đường môn cũng chưa chắc là chuyện tốt đâu. Hơn nữa, kẻ thù của ngươi bây giờ rất nhiều, một mình khó mà phòng bị được. Phải biết rằng, tranh đấu ngoài sáng thì dễ tránh, còn phòng bị ám tiễn thì rất khó. Nhất là xã hội hiện đại ngày nay, muốn giết một người có rất nhiều phương pháp rất dễ dàng. Trong một vạn cách thì cũng có một cách. Sau này ngươi lúc nào cũng phải cẩn thận đấy. Trình Sơn Minh biết chuyến đi này của Vương Siêu đã dẫn đến không ít cửu địch. Chính vì thế hắn không khỏi lo lắng. Đích xác, kỹ thuật giết người của xã hội hiện giờ rất dễ dàng. Ngắm bắn, hạ độc, thủ đoạn rất khó lường. Hơn nữa những người mà Vương Siêu đắc tội cũng không phải là người bình thường. Việc này lão Trình ngươi cứ yên tâm. Ta kết thù với nhiều cửu địch, cũng chưa nhiều bằng năm đó của Lý Thư Văn. Ta còn chưa tới mức ngay cả cơm cũng phải nhờ người khác nếm trước. Vương Siêu sang sảng cười, làm lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Nói đến nhân vật có nhiều cửu gia nhất, thì dù cho là ai thì cũng còn kém xa so với Lý Thư Văn bên Trung Quốc. Trong nhật ký, hắn có ghi lại. Cuộc sống hàng ngày của tiên sư đều có quy củ. Bất luận kẻ nào có nghi vấn, chỉ cho phép bước tới trong vòng 3 bước. Người nhà hay đệ tử thì cũng giống nhau.
chỉ cần tới gần hơn là hắn sẽ đánh bay ngay. Ăn thì không cần phải nói, phải chờ cho đệ tử nếm trước, nếu không thì sẽ không chịu vào cửa. Tiên sư một đời sinh sát, đả thương người vô số, cũng không biết rốt cuộc là có bao nhiêu cửu gia, cho nên hành động rất cẩn thận. Đích xác, Vương Siêu cũng không có nhiều cửu gia lắm, cũng không đến mức ăn cái gì cũng đều phải để người khác nếm thử rồi mới vào cửa, phòng ngừa người ta hạ độc. Bất quá, cho dù có người thật sự hạ độc, mặc dù không có được khả năng tiên tri như Đường Tử Trần, nhưng bất cứ độc dược gì mà bỏ vào thức ăn hay nước trà đều sẽ có một mùi lạ. Vương Siêu đều có thể cảm nhận được. Hơn nữa, thân thể của Vương Siêu so với người bình thường cường hãn gấp trăm lần. Cho dù có là kịch độc khiến người ta mất mạng hoặc nhức đầu, thì khi hắn ăn vào, nói không chừng cũng chỉ là bị tiêu chảy nặng một hồi, tổn thương chút nguyên khí mà thôi. Muốn tính mạng của hắn thì quả là rất khó. Quan trọng nhất chính là trong bụng của Vương Siêu có khí quan vô cùng mẫn cảm. Cho dù ăn phải độc dược thì chỉ cần một tia dược lực đang ăn mòn ở ruột thì ngay lập tức có thể cảm nhận được, sau đó liền có thể dùng nội công tống chất độc ra ngoài. Loại nội tạng mẫn cảm này đối với cao thủ mà nói thì không có gì xấu cả. Cho dù là cao thủ như Ba Lập Minh, nếu ăn phải độc dược thì cũng phải đợi sau khi độc dược thấm vào máu, máu vận chuyển có chút không lưu thông thì mới cảm giác được. Nhưng một khi độc dược đã thấm vào máu rồi thì rất khó mà thanh trừ được ra ngoài. Tổng hợp hai điểm trên, tình trạng võ công luyện đến mức này của Vương Siêu đích thật là không sợ bất cứ cái gì, không ai có thể động vào. Hạ độc dược, ám toán cũng đều rất khó để đánh hắn chết. Cộng thêm lần về nước trước đó của Vương Siêu, tao ngộ do Chu Vũ Hình hạ mê dược, ám toán khiến cho hắn càng thêm cẩn thận. Luyện thành võ công cái thế mà lại bị một tiểu nhân vật dùng độc dược ám toán chết, nói ra đúng là một chuyện phi thường buồn cười. Bất cứ một cao thủ nào đều tình nguyện chết trong chiến đấu chứ không bao giờ tình nguyện bị chết theo kiểu ủy khuất thế này. Nhìn thấy Vương Siêu tự tin như vậy, Trình Sơn Minh chỉ lắc đầu, thở dài tìm một cái ghế ngồi xuống, hai mắt nhìn về phía Ba Lập Minh. Từ lúc vào phòng, hắn không lúc nào không cảm thấy được uy áp như núi của Ba Lập Minh, khiến ở sâu trong nội tâm hắn bất giác lại muốn thở dài. Đấy là hắn tung hoành giang hồ hơn 20-30 năm cũng chưa từng gặp được cao thủ nào có uy áp đến như vậy. Lúc nào trong nước lại có thêm một cao thủ thế? Không biết từ đâu mà tìm đến Vương Siêu. Cao thủ như vậy mà lại để Vương Siêu lão đệ sử dụng, việc này thật sự là có chút khó hiểu. Cảm nhận được ánh mắt của Trình Sơn Minh đang nhìn mình, Ba Lập Minh cũng hướng hắn mỉm cười gật đầu, theo sau nhắm mắt dưỡng thần. Xem bộ dạng này, hình như là thiên hạ không có chuyện gì khiến cho vị vua đấu võ này hứng thú. Vương Siêu nhìn thấy Ba Lập Minh như vậy cũng không ngạc nhiên. Ba Lập Minh đối với cao thủ Bão Đan thì còn cảm thấy hứng thú, còn lại phần lớn thời gian đều là bộ dáng lười biếng nhắm mắt dưỡng thần. Bất quá như thế này mới có thể cam đoan tinh lực không lãng phí, ngậm trụ tinh thần, dưỡng trụ thể năng. Ba Lập Minh bảo trì lực chiến đấu, có một nguyên tắc sống cho chính mình, đó là im lặng. Lão Trình, Hồng Môn các ngươi khai mạc hội nghị gì vậy? Hay là nhắm vào hành động trảm thủ lần này của ta? Bắc Mỹ so với Nam Dương phức tạp hơn nhiều, cũng không giống với Đường Môn chúng ta là một chi lớn tại Nam Dương. Bất quá Bắc Mỹ là một chỗ kinh tế làm ăn phát đạt, so với Nam Dương nghèo nàn thì còn có vẻ giàu có hơn rất nhiều. Nơi này chỉ cần nắm giữ được một chút thế lực thì có ăn bằng bát vàng cũng không bao giờ hết. Vương Siêu đi thẳng vào vấn đề. Ngươi cũng là một thành viên quân sự trong Đường Môn Nam Dương. Chúng ta, nói như vậy thì sự tình của Đường Môn cũng phải có trách nhiệm của ngươi. Lần này ta đến Bắc Mỹ thứ nhất là để xử lý một chút tình huống của nhà Tư Đồ. Thứ hai là xem xét tình hình các thế lực tại Bắc Mỹ Đường Môn. Ta tại Nam Dương trong lúc xem xét sổ sách mới phát hiện ra Nam Dương Đường Môn tại Bắc Mỹ có sinh ý không được tốt cho lắm. Hơn nữa từ sau lúc cải tổ Nam Dương Đường Môn, Triệu Quang Vinh có tài sản rất nhiều. Tài chính của chúng ta bây giờ mặc dù không phải là trứng trọi đá nhưng tuyệt đối cũng không có dư giả. Cho nên mục đích ta tới lần này, người đại khái cũng biết rồi đấy. Đương nhiên là ta biết. Bây giờ kinh tế thế giới toàn bộ đang suy thoái, cuộc sống mọi người cũng không còn dư giả như lúc xưa. Trình Sơn Minh cười cười. Tình huống chúng ta thì cũng không tốt hơn bao nhiêu, không thể so sánh với một ít bang hội Đài Loan. Chúng ta bắt đầu giảm nhân viên. Bây giờ kinh tế khắp nơi đang suy thoái, một ít bang hội gặp khó khăn, cho nên việc nuôi sống một lượng lớn nhân viên không phải là chuyện dễ dàng. Thế nên tất cả đang bắt đầu giảm bớt nhân viên. Trình Sơn Minh bảo một ít thành viên bang hội Đài Loan giống như đang xem phim Young and Dangerous. Bình thường quản lý một con phố hoặc tương tự như vậy, nếu có người nào gây náo loạn, chỉ cần tùy tiện gọi điện thoại là có thể gọi tới vài trăm người, thậm chí còn có thể bao vây cơ quan chính phủ, phá hư buổi tuyển cử của người khác.
Một số thanh niên không chịu học hành, tìm không được công việc, số lượng lớn như vậy đều đến gia nhập vào các tổ chức để kiếm miếng cơm. Nhưng hiện nay, kinh tế suy thoái, ngay cả côn đồ cũng còn thất nghiệp. Đường môn mặc dù không phải là tổ chức côn đồ mà hoàn toàn là quân sự hóa, nhưng là cũng bởi vì như thế nên quân phí tiêu tốn thì lại càng kinh người. Đừng nhìn vào thời điểm Vương Siêu ra tay hào phóng, tại trong nước Hạ Chu Vũ Hình chỉ một chút đã xuất ra 500 vạn đô la, lộ ra khí thế vương giả, rồi lại đập bể quân khu đại viện của nhà Chu Giai. Sau đó luận võ đánh cược với 6 người Mỹ gốc Hoa, lần đó đã xuất ra 6 triệu đô la tiền mặt để đặt cược. Nhưng nếu chính thức tính toán thì khả năng tiền mặt mà Vương Siêu nắm trong tay còn chưa tới 70 triệu euro. Nam Dương Đường Môn mặc dù sản nghiệp to lớn nhưng phần lớn đều là bất động sản, đến thời điểm mấu chốt không có tác dụng gì, ngược lại còn bị trói buộc. Mà kim khố trong Đường Môn của hắn, nếu cùng đô la và hoàng kim trao đổi thì giá trị chưa đạt tới 30 triệu đô la. Bình thường khi làm đại sự, vùng vài triệu ra nhìn thì như không có gì, nhưng thật ra khi vứt 10 triệu hắn rất đau xót. Giống như Willy, chỉ vì tự do của mình mà xuất ra 30 triệu đô la, ngay cả Vương Siêu cũng tự nhận mình chưa có khả năng như vậy. Xem ra, Rockefeller là một gia tộc phương Tây tồn tại mấy trăm năm, quả nhiên là lợi hại. Triệu Quang Vinh cùng với Lâm Thế Phong, hai người bọn họ ai giàu hơn? Trình Sơn Bình hỏi. Đơn giản thì Nam Dương Đường Môn chúng ta mới năm nay ở vị trí tốt, đô la và những hàng hóa khác đã bị mất đi hơn một nửa, giá trị ước chừng khoảng hơn 100 triệu. Vương Siêu nhíu mày, trong lúc nói chuyện, ánh mắt có hiện lên một tia đáng tiếc. Mà biểu tình của Trình Sơn Minh thì khác. Hắn hít một ngụm lương khí, đau lòng giống như là vỡ chết. Mặc dù đã sớm đoán trước, Triệu Quang Vinh lúc dẫn dắt Nam Dương Đường Môn kinh doanh 10 năm, làm ăn rất phát đạt. Lần này Đường Tử Trần cải cách, tước đoạt binh quyền của bọn họ, khẳng định sẽ lấy đi lượng lớn tài sản, nhưng không ngờ lại nhiều đến như vậy. Mặc dù không phải là tiền của mình, nhưng sau khi Trình Sơn Minh nghe được thì cũng cảm thấy đau xót. Hắn cũng không phải là nô lệ của đồng tiền, nhưng là một người lãnh đạo tập đoàn lớn, đương nhiên hắn biết tiền đại biểu cho cái gì. Nội dung cụ thể của cuộc họp Bắc Mỹ Hồng Môn chúng ta lần này không lạc quan cho lắm. Hơn nữa, tại Bắc Mỹ mà nói, ngoại trừ một ít thế lực khổng lồ của người phương Tây, thì người Hoa, Hồng Môn, Đường Môn cũng không phải là lớn nhất. Lần này Hồng Môn mở cuộc họp chính là ngăn cản một tí quyền lợi của chúng ta. Bọn họ cho rằng ngươi phá hủy quy tắc ngầm của người Hoa chúng ta tại nước ngoài. Do đó để bồi thường, họ muốn Nam Dương Đường Môn nhường lại tuyến đường trên biển. Đề nghị này đã được thông qua, bất quá chưa gặp các ngươi để tiến hành bàn giao. Trình Sơn Minh nói ra một chút tin tức bên trong. Nhường tuyến đường trên biển? Khẩu khí lớn đấy, bất quá bọn họ không có dũng cảm để mà lấy. Vương Siêu cười lạnh. Tuyến đường biển chính là do Nam Dương Đường Môn khống chế từ Đông Nam Á đến Bắc Mỹ. Hàng năm từ vùng tam giác vàng ở Đông Nam Á, vô số lượng lớn thuốc phiện, thương phẩm giá rẻ đều từ trên tuyến đường này vận chuyển từ Thái Bình Dương đến thị trường Bắc Mỹ. Mà Bắc Mỹ lại vận chuyển lượng lớn xe hơi, vũ khí, hàng hóa, xa xỉ đến Đông Nam Á. Đến lúc này sinh ý có qua thì phải có lại, đều phải hướng đến đường môn, trả một ít lộ phí và tiền bảo vệ. Ví dụ như một chiếc thuyền buôn thuốc phiện muốn từ Đông Nam Á vận chuyển đến thị trường Bắc Mỹ, trước tiên phải chờ hải quân của Indonesia kiểm tra rồi thông qua đường môn thì mới có thể đến được. Tới thị trường Bắc Mỹ còn phải hối lộ cho chính phủ Bắc Mỹ, dọc đường đi đều phải bỏ tiền ra hối lộ. Bây giờ có một ít bang hội Bắc Mỹ liên hợp lại, muốn đường môn buông con đường có thể hái ra tiền này, không khác gì bảo đường quốc lộ bỏ đi trạm thu phí. Vương Siêu tự nhiên không thể không thầm than là bọn họ có gan lớn khi nói như vậy. Nếu như thật sự bỏ tuyến đường này, chỉ sợ Nam Dương Đường Môn không cầm cự được mấy năm, cũng phải cắt giảm nhân viên. Tình hình Bắc Mỹ phức tạp, Vương lão đệ, người lần này ngàn vạn lần không nên hành động theo tình cảm. Chuyện yêu cầu Nam Dương buông tuyến đường biển lần này rất có thể là quỷ kế của những lão hồ ly trong nội bộ đường môn, muốn người đối kháng với cả thế lực Bắc Mỹ đấy. Trình Sơn Minh nhìn thấy Vương Siêu cười lạnh vội vàng nói. Hắn rất cố kỵ hành động của Vương Siêu, làm không biết bao nhiêu địch nhân của thế lực Bắc Mỹ phải chết. Lão ca không cần phải lo lắng. Trong lúc nóng vội nhất thời, ta đối phó với nhà tư đồ cũng là vì muốn lập uy, chứ không phải là muốn giết người. Mục đích lập uy bây giờ đã đạt được. Bắc Mỹ là một nơi rất rộng lớn, kinh tế cũng dồi dào, nhưng không hẳn đối với tất cả mọi người đều có lợi. Bất quá, nghe ý tứ vừa rồi mà ngươi nói, hình như là bang hội Bắc Mỹ cùng nhau nhất trí gây áp lực lên đường môn. Không biết có môn phái nào trung lập hay không? Vương Siêu cười cười nói. À, đương nhiên là có. Bang hội người Hoa ở Bắc Mỹ chính là tổ chức lớn nhất. Người lãnh đạo tên là Mạc Vân Yến. Nàng ta là hôn thê của Ngà Dương đấy.
người nếu có thời gian hãy đến gặp nàng ta một chút. Hôn thê của Trần Ngả Dương? Vương Siêu kinh ngạc nói. Ta nhớ là năm ngoái Trần Ngả Dương vẫn còn độc thân mà, thế nào mà lại có hôn thê nhanh vậy? Theo thông tin gần đây nhận được, Mạc Vân Yến không phải là một nhân vật đơn giản đâu. Người thừa kế của Nam Phái Mạc Gia có ngoại hiệu là Thần Thoái, nhưng là một nhân vật mạnh mẽ, không sợ súng, ta không làm gì được. Trình Sơn Minh tự hồ cảm thán đối với việc những nhân tài trẻ tuổi xuất hiện lớp lớp. Nam Phái Mạc Gia Quyến. Nam Phái có năm đại danh là Hồng, Lưu, Thái, Lý, Mạc. Nếu tự xưng là Thần Thoái, khẳng định công phu của người thừa kế rất cao. Vương Siêu thật ra biết, Nam Phái Mạc Gia Quyền là Thái Bình Thiên Quốc nữ, đem Thần Thoái sáng chế lại, tạo thành một nhánh của Nam Quyền. Chương 338: Tân Tú của Đại Quyền. Chưa kể đến danh tiếng của Mạc Gia, chỉ riêng vị hôn thê của Ngả Dương ta cũng muốn gặp mặt một lần. Vương Siêu tự hồ rất có hứng thú, cười cười nói. Không hề nghi ngờ, Trần Ngả Dương là một nam tử nhất lưu, võ nghệ cao cường, tính cách điềm đạm, rất nổi tiếng. Trên tất cả phương diện, hắn đều là người ưu tú đến nỗi kẻ khác phải ngưỡng mộ. Cho nên nữ tử có thể xứng được với vị tâm sư Thái Cực Quyền trẻ tuổi này khiến cho Vương Siêu cảm thấy rất tò mò. Về phần nữ tử Mạc Vân Yến có thế lực bối cảnh ở Bắc Mỹ ra sao thì Vương Siêu cũng biết được một hai điều. Bang hội này chỉ trong vòng 70 năm đã trở thành một thế lực người Hoa, mang tất cả những phiền phức trên Bắc Mỹ dẹp hết. Ngay cả mafia có thực lực mạnh trong thế giới ngầm cũng giúp đỡ cho bang hội này, khiến cho các thế lực khác cũng phải khiếp sợ. Mất đi quyền khống chế đối với khu vực người Hoa này. Nhớ lại năm đó, Đường Môn cuột khởi cũng được sự giúp đỡ của Đại Quyền bang ở New York, sau đó có mối quan hệ rất lớn đến Bắc Mỹ. Thế lực của tổ chức này tại Bắc Mỹ vượt xa cả Hồng Môn, thậm chí còn vượt xa rất nhiều thế lực thâm căn cố đế đã tồn tại rất lâu. Ngay cả chùm buôn thuốc viện Mexico hoặc thực lực hùng hậu của mafia cũng phải sợ hãi tổ chức này ba phần. Các thành viên trong ban lãnh đạo của tổ chức này, mỗi người đều kiêu dũng thiện chiến, thần thủ cao cường, quả thật giống như sát thần. Hơn nữa tổ chức cũng không có loạn như Hồng Môn và Đường Môn. Chư hầu hùng bá một phương, mỗi người chỉ huy được một số lượng nhân thủ nhất định, đôi khi lại đánh lẫn nhau. Tổ chức Đại Quyền nghiêm cấm nội đấu. Người trong nhà mà đánh nhau thì tất nhiên sẽ bị tổ chức xét xử. Đây cũng là một quy luật không thể thay đổi mà tổ chức lúc đầu đã sáng lập ra. Nguyên nhân chính là vì không có đấu tranh nội bộ, cho nên từ xưa đến nay vẫn là một tổ chức cường đại. Hơn nữa đối với người ngoài thì có thù tất báo. Cho dù ngoại nhân chỉ động đến một cọng tóc của người trong nhà thì ngay lập tức bị trả thù gấp trăm lần. Cho nên ác danh lan xa như tiếng sấm bên tai. Vương Siêu thân là người lãnh đạo Nam Dương Đường Môn, cho nên đối với tổ chức khổng lồ ở Bắc Mỹ này cũng có nghe nói tới một chút. Phát hiện, Đại Quyền bang lúc lập nghiệp, tựa hồ cũng giống mình. Toàn bộ đều lấy hành động trảm thủ thị uy, từng tung hoành trong suốt 7-80 năm. Trong một trận chiến, đã giết chết bang mafia và 37 người lãnh đạo đắc lực của Tất Nặc gia tộc. Hoàn toàn dựa vào hành động trảm thủ để lập ra một tổ chức lớn, chính là dùng thiết huyết hòa cùng với khí phách lăng lệ. Bất quá đối với hành động trảm thủ của đối phương, Vương Siêu cũng không sợ, vì bản thân hắn đã là chuyên gia trảm thủ không biết bao nhiêu năm, kinh nghiệm đầy mình. Bất quá lần này không có chuẩn bị giết người trảm thủ. Sau khi ở Mỹ lập uy, hắn đã được xếp vào những người có ảnh hưởng nhất. Kế tiếp là một loạt kế hoạch để làm cho hành động lập uy này lắng xuống một thời gian. Hắn phải đem địa vị bang hội người Hoa tại hải ngoại củng cố, không giống như lúc trước, khiến cho mọi người nhìn hắn bằng con mắt khác, không phải là kẻ chỉ biết ăn bám đường từ trần. Vừa lúc, Bần Bần đã đến Vancouver ở cùng một chỗ với chị dâu. Hình như là tối nay, Tiểu Huệ muốn bọn họ có mặt để tổ chức một bữa tiệc rượu. Người đến đó một chút xem sao, nhân tiện bàn luôn một ít chuyện. Trình Sơn Minh nhớ lại một chút, chuẩn bị an bài người lãnh đạo Nam Dương Đường Môn và tổ chức Đại Quyền gặp một hội đàm. Trần Bân đã ở Vancouver. Hai mắt Vương Siêu chợt lóe. Trần Bân là muội muội của Trần Ngả Dương. Mặc dù mấy năm nay không gặp nàng nhiều lắm, nhưng đối với tính cách ôn nhu của nữ hài này thì luôn sinh ra hảo cảm. Hai người xem như là bằng hữu. Nghe Trình Sơn Minh nói vậy, hắn cũng có chút cảm giác. Đêm xuống, Vancouver và ban đêm đúng thật là huy hoàng. Chỗ này là thành thị ở Bắc Mỹ. Vương Siêu cảm thán, đúng là so với thành thị khác có phong cách bất đồng. Người có khí chất, thành thị cũng có khí chất. Vancouver khí chất sung túc, sôi nổi, nơi nào cũng là chỗ vui tươi. Từ Đông Nam Dương, Nam Mỹ, Phi Châu,
muốn chuyển vật liệu đến Bắc Mỹ đều phải đi cập bến ở Vancouver. Bến này luôn có số lượng hàng hóa khổng lồ, cơ hồ có thể so sánh với 1/3 tất cả các bến tàu ở Nam Dương. Khi Trình Tiểu Huệ giới thiệu sơ qua một lượt về tình hình kinh tế Vancouver, thì Vương Siêu cảm giác mình giống như một thằng nông dân vừa chân ráo chân ướt bước vào trong thành phố. Kinh tế ở Nam Dương thật sự rất lạc hậu. Vương Siêu từng hoài nghi, ngoại trừ Phi Châu, thì Nam Dương chính là toàn bộ thế giới. Cuộc sống hỗn loạn, mức sống thấp, bần phú chênh lệch, tất cả đều xuất hiện trong một khu vực. Nam Dương nọ chính là một địa điểm du lịch thích hợp, nhưng ở lại lâu dài thì không được. Nói như thế nào nhỉ? Tới Nam Dương thì cũng giống như đi xem động vật trong sở thú, nhưng muốn ở lại lâu dài trong sở thú thì đương nhiên không thể chịu nổi. Vương Thúc, sau này người kết hôn, ta đề nghị người nên đến Vancouver mà nghỉ tuần trăng mật. Tất nhiên Ottawa cũng rất tốt, mà hiện tại ngày càng tốt hơn, cho nên không phải là lựa chọn sai lầm đâu. Trình Tiểu Huệ vuốt nhẹ tóc mình nói. À, sở thú. Vương Siêu cười lớn. Đến lúc đó hãy nói. Ba Lập Minh cũng không đến gần Vương Siêu nói chuyện, mà chỉ im lặng đứng thẳng một mình. Khi thì nhìn lên trời, lúc thì nhìn phong cảnh xung quanh. Dường như tất cả mọi việc đối với hắn cũng chỉ là dòng nước chảy trên sông. Trình Tiểu Thư, cô đã tới. Mời Tiểu Thư vào trong sân uống trà. Chiếc xe chạy quanh một vòng rồi dừng lại trước một hoa viên. Người mở cửa là một người tóc đã lấm tấm bạc, có vẻ giống với Kỳ Bá. Nhưng Vương Siêu nhận thấy, người này lúc trẻ đã từng luyện công, nhưng bị thương ở xương sống, do không chỉnh hình đúng cách nên kết quả là bị gù. Bất quá, tay lão đầu rất tốt. Cánh cửa sắt mặc dù lớn, nhưng lại kéo dễ dàng như đang kéo một hàng rào gỗ nhẹ. Khẳng định là công lực cũng rất khá. Vương Siêu phỏng chừng, cho dù 10 đại hán cũng khẳng định không thể làm gì được hắn. Lúc lão đầu mở cửa sắt, ánh mắt nhìn lướt qua Vương Siêu và Ba Lập Minh, hiện lên thần sắc cảnh giác, giống như là đang phòng bị kẻ thù. Chính xác. Đối với Vương Siêu, Ba Lập Minh, hắn cảm thấy có một loại uy áp vô hình giống như khủng long bạo chúa từ thời xưa. Không ai không cảm giác được sự kinh khủng này. Hà Thúc, không cần lo lắng đâu, Vương tiên sinh sẽ không gây bất lợi gì cho ta. Phía sau cánh cửa sắt truyền tới một thanh âm trong trẻo. Vương Siêu nghe thấy thanh âm này, trên mặt hiện lên một tia kỳ quái, bởi vì thanh âm này là của một tiểu cô nương. Lững thững đi vào, một mùi thơm cùng ánh mắt của nữ tử đập vào mắt. Xung quanh cái sân lớn này, toàn bộ đều trồng rất nhiều hoa hồng, chen chúc chật chội, giống như là thế giới của hoa hồng, cho nên tràn ngập hương thơm của hoa. Nguyệt quang êm ái chiếu rọi xuống, những giọt sương sớm còn vương trên cánh hoa, cùng lung linh tạo thành một mảng cảnh đẹp tuyệt vời. Hoàn toàn bị bao phủ bởi hoa, chính giữa là một cái đỉnh viện, bên trong có mấy người nam nữ đang nhóm lò, Tiểu Hồng thì đang pha trà, ẩm trà. Trong thế giới hoa hồng này mà ngắm trăng thưởng thức trà thì quả thật là giống như hưởng thụ ở tiên cảnh. Loại bố trí này so với sự hiện đại ngoài kia thì xa hoa gấp vạn lần. Bất chợt vào một nơi như vậy, ngay cả Vương Siêu và Ba Lập Minh cũng không nhịn được, có một tia say mê. Vương Siêu cũng không ngờ tới trên thế giới này nữ nhân lại có được cuộc sống hưởng thụ như vậy. Nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Vương Siêu, trong đám nam nữ đang thưởng trà, bỗng có một người mặc áo khoác màu xanh biếc, tóc dài nhẹ bay đứng dậy. Ánh mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Cô gái đó chính là nữ hài tử Trần Bân. Nhưng điều hấp dẫn Vương Siêu chính là đôi chân thon dài của nàng, tựa như tiên hạc khiến cho bất cứ người mẫu chân dài nào trên thế giới cũng phải xấu hổ. Mà vóc người này cũng rất cân xứng, mặt hoa má hồng, giống như một bông hoa hồng kiều diễm. Ánh mắt mông lung, động tác ung dung, giống như cả ngày đều say. Nhìn thấy Vương Siêu tiến vào, nàng cũng chỉ tiếp tục nói chuyện chứ cũng không có đứng dậy. Trong tay đang chơi đùa với một tách trà. Mặt như hoa đào, cả ngày say. Công phu của Mạc Gia đã luyện đến đỉnh cao, khó trách lão Trình nói nếu không dùng súng thì không thể thu thập được nàng ấy. Trình Sơn Minh coi như cũng là cao thủ báo đan, cũng có suy nghĩ không thể coi thường vọng động. Không có cao thủ báo đan, nếu dùng súng đụng đến bắt quái Trình, cơ hồ đều phải chết. Mặc dù bắt quái Trình bên ngoài là một thương vương nổi tiếng ở Bắc Mỹ, công phu cũng tuyệt đối không kém. Nữ tử này có thể được bắt quái Trình đánh giá như vậy cũng có thể hiểu được. Vương Siêu vừa nhìn, biết được cảnh giới tu luyện quyền pháp của nữ tử này hết sức cao. Mặc dù không được như Đường Tử Trần, nhưng loáng thoáng đã có dấu hiệu đột phá bão đan. Mặt khác, hai nam một nữ đang uống trà kế bên, hiển nhiên cũng không phải là nhân vật đơn giản. Nhìn thấy Vương Siêu và Ba Lập Minh tiến vào, cũng nhìn không chớp mắt. Nước trong chén trà cũng lưu loát tự nhiên, không có chút tán loạn.
Nói vậy thì mấy người nam nữ trẻ tuổi này đều là nhân tài của tổ chức đại luyến. Lão gia hỏa này cũng lạ thật. Chỉ phái một vài thanh niên đến cùng Vương Siêu ta luận đàm mà. Cũng được, để ta thử xem công phu của bọn nhân tài mới nổi này nó như thế nào. Vương Siêu trong lòng nghĩ vậy, ngoài miệng hiện ra một tia mỉm cười. Đột nhiên trong lúc đó, nhìn chăm chăm về phía những thanh niên nam nữ kia. Trong nháy mắt, những người này cơ hồ cũng cảm thấy được địch ý mãnh liệt trong mắt Vương Siêu. Một nữ hài trong số đó, mái tóc tung bay, cảm giác như có dã thú đang nhìn mình, liền mất đi sự khống chế lực lượng, chén trà trong tay đột nhiên bị vỡ nát. Mà hai người trẻ tuổi khác, mặc dù không có phản ứng kịch liệt đến như vậy, nhưng cổ tay vẫn không thể khống chế được lực đạo, phải đặt chén trà lên bàn. Chỉ có tay của Mạc Vân Yến là có chút run rẩy, nhưng lập tức liền ổn định, nước trà không có bắn tung tóe lên một giọt nào.